thành tốt chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, trước hết hoàn thành tốt cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân ba cấp, chuẩn bị tốt cho vụ lúa chiêm xuân 1999-2000, xây dựng thôn Nhân Xá ngày càng giàu mạnh, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, gia đình hạnh phúc. Và kính chúc linh hồn cụ rơi xuôi vàng mãi mãi yên giấc ngàn thu. Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, đoàn kết. Và cảm ơn sự có mặt đầy đủ của quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Để tưởng nhớ linh hồn cụ, tôi đề nghị toàn thể tang lễ dành một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa toàn thể các cụ, mọi cao tuổi, kính thưa các đại biểu quân nhân chính đảng, kính thưa bạn tăng lễ, hôm nay chúng tôi được tin cụ mất đi, chúng tôi cùng với ban lễ tang đến thăm hỏi và chia buồn toàn thể gia đình quý. Trong ban thường trực chúng tôi còn có ba đại biểu, ông Ngô Khinh hôm nay xuống Sơn La, ông Nguyệt ở dưới Nam Hà mẹ, còn tôi sang đây để có ý kiến với gia đình. Cụ Nguyễn Thị Lưỡng năm nay thọ 76 tuổi, cụ có nhiều công lao đóng góp xây dựng đất nước, quê hương và gia đình, cần cù lao động. Cụ sống khiêm nhường, chân hòa với mọi người, được nhân dân mến phục, con cháu yêu thương. Nhưng tuổi già, bệnh yếu, không qua khỏi, tổn thất này đã làm cho xã chúng tôi mất một hội viên, gia đình mất một thân nhân yêu quý. Chúng tôi thay mặt cho hơn 1.000 hội viên cao tuổi có lòng thương nhân và bất chứng gửi tới gia quyến một lời chia buồn sâu sắc nhất và vĩnh biệt xuống xứ đảng an nhất Hà Nội. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cơ quan chính quyền địa phương cùng bà con trong xóm ngoài làng thôn Nhân Xá, mẹ chúng tôi 250 về quê thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, tân quý khách, các cụ, các ông, các bà cùng bà con trong xóm ngoài làng đã bớt chút hết hàng về tại gia đình chúng tôi rơi nâng cơm rau chia buồn cùng với gia đình, thay mặt gia đình xin chân thành cảm tạ.
giờ con tìm được cách thổ lộ hết lòng mình. Mẹ ơi, món quà này con gửi đến mẹ thật nhỏ nhoi, thật giản dị, chẳng bao giờ sánh được với món quà đẹp nhất trên đời mà cha và mẹ đã tặng cho con. Đó là cuộc sống và tình yêu bao la mà cha mẹ đã đặt vào trái tim và tâm hồn con. Con cứ muốn ngân mãi lời hát lòng mẹ và ân nghĩa sinh thành để gửi đến mẹ, đến cha, đến những ai đã nuôi lớn trái tim và tâm hồn con. Thank you.
đây mới dùng quạt. Anh ơi! Đi đây! Đi quay đi! Quạt áo! Đường này mà nó trơn, trượt. Thank you.
xảy ra. Hôm nay đâm
sơn quyến quýnh cách đổ viễn nan đường tĩnh giả huyễn ưu tuyền đài bạc hồn thăng phách giáng du du nhi vị biện hà phương thần sáng khi ninh tịch tịch nhĩ bất văn hữu triệu thị giả kim đăng thành tâm giác điện tư phủ mẫu chi ân phù thủ tam biên cảm gia trung lập thầy chi đạo hốt nhiên từ mẫu phong mộc nan đường cảm thèn lục viên sứ giả đường cảnh thành hoàng bản gia tổ công tiếp dẫn đích danh vong ninh thân mẫu trần môn chính thất trung bày chất hú hú ba hồn bảy vía mẹ đâu về nhập cành can hú 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 ba hồn bảy vía mẹ đâu về nhập cành can. Người ta thưa với các cụ đã chết đi tục đau bỏ đè nạn hồn phách quý công minh nghiệp cao an tọa chân ngôn thiền vương vị canh tọa tiền hiếp bị lục cung phi nghi thượng hiến minh quan phủ thủy là thủ dĩ kim hiếu chủ tiền cục bạc lễ phi nghi phủ thủy hương ba tô thân đi hương phục nhân. Gia đình ăn gia làm nên người tươi của tốt bình ứng chân trung pháp sinh sinh vào để khai hoang. Thanh hàng tịnh điều điều ba đạo thức lãng minh bán điểm dương chim trần cấu tịnh gia trị pháp phương tính tự mình nhất bát thành năng thủ quán sai linh hồn thân trông đã gia trị được pháp giới quảng tâm chuyên chuyển tội tiêu khiên hóa diệm hóa hỏng nhiên đa tô thanh đa địa bồ tát ma tát phù khai khoan giả đăng chúa phù trí trung sinh đắc đạo giả hội quan phi phả chiếu phi phạm phi thanh vô xả bất thông tá chi tác đọc lữ kim giao hữu chi tác kim thư ngọc tự thứ chi tác phượng miễn long sa biển chi giả tác vĩ mục thông minh thần đi tự tại khai khoan phổ chiếu thiên tôn cung văn đại khuôn phổ tính mệnh kỷ bách niên thọ khảo dĩ ninh quẩn lục căn bạc vạn thân tâm lại nhất đán quy ninh tịch bịch tư phủ đông thiên đại tiết bán bàn thù thường nhân hương yêu khổn chi thẩm thiết kính khai khoang chi nễ dục nguyện vong đinh thân mẫu trần bôn chính thất yêu bà di nguyễn thị nưỡng tam hồn thất phách chi hiển trí cố bằng khai thần là nhĩ ninh thần nhĩ là thính người thông thanh phụng thịnh như nay điểm khai thần tuệ ninh tư thuần tịnh cửu kiêu khai thông phụng thịnh như nay điểm khai thần thân ninh tư thần thân là tam thần định phụng thịnh như nay điểm khai thần ý ninh tư thần ý là định thần vương dâm gian thật đức thị trẻ ông quang bình chiêu đi thảo phương đã thích để tăng cung dạng